Vào lúc 16 giờ ngày 6 tháng 12, huấn luyện viên Akira Nishino cùng các học trò đã trở về nước sau thất bại tại SEA Games 30. U22 Thái Lan kết thúc ở vị trí thứ 3 với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Qua đó ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam và U22 Indonesia giành vé vào bán kết. Vị chiến lược gia người Nhật Bản đã có những chia sẻ với truyền thông Thái Lan ngay sau khi đáp xuống sân bay Suvarnabhumi tại thủ đô Bangkok. Ông phát biểu: "Trước hết, tôi phải xin lỗi tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra, nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình. Phía trước chúng ta là vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2020. Đó cũng là vòng loại Olympic 2020. Đây là mục tiêu đầu tiên của tôi từ khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt U23 Thái Lan. Các cầu thủ phải cải thiện phong độ trong thời gian tới để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng này. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đều hiểu rất rõ vấn đề. Nhiệm vụ của tôi là phải lấy lại tinh thần và thúc đẩy các cầu thủ nhiều hơn nữa." Trận hòa 2 đều trước U22 Việt Nam ở lượt trận cuối đã trực tiếp loại U22 Thái Lan khỏi SEA Games 30. Sau trận đấu đó, huấn luyện viên Nishino cho biết: "Kết quả hòa là xứng đáng cho cả hai đội. Thật ra tôi và ông Park không còn lạ gì nhau. Chúng tôi phải học hỏi bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, bóng đá Thái Lan cũng phải nâng cao tầm hơn nữa." Cùng trở về nước, tiền vệ Subhachok Sanchak phát biểu: "Mọi người đều đã cố gắng hết sức. Chúng tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. Mọi người sẽ phải rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Huấn luyện viên bảo chúng tôi nghỉ ngơi và hãy quên giải đấu này đi. Chúng tôi có một giải đấu lớn phía trước và được chơi trên sân nhà. Đó là một cuộc thi mà mọi quốc gia đều muốn giành chiến thắng. Xin người hâm mộ hãy cổ vũ cho chúng tôi tại giải đấu này. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức." Trận hòa 2 đều trước U22 Việt Nam khiến cho U22 Thái Lan chính thức trở thành kim cương tại SEA Games 30. Sau 5 lượt trận, Subhachok và các đồng đội đánh xếp ở vị trí thứ 3. Qua đó ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam và U22 Indonesia giành vé vào bán kết.